Chào các bạn, hôm nay có một anh khách. Anh này là khách cũ, anh đã mua của hàng 2 cây rồi, bây giờ mua cây số 3. Thì cái này đem về Xuân Lộc. Anh có một cái nhà vườn ở Xuân Lộc. Ngày hôm nay mình sẽ đi giao ở Xuân Lộc cho anh. Đây, đây là cây HP 6576 ha. Cây HP 576. Cây này hàng đã làm review rồi. Cây này tiếng rất là hay. Anh đó anh bảo, em ơi kiếm cho anh cây 15 triệu. Anh bảo thôi anh ráng đi, cho 20-25 đổ lại đi, 15 ít quá, không có được cái đàn xịn. Thế Thành bảo ok thôi, vậy thì cây nào Hoàng gợi ý, Thành ra là Hoàng gợi ý cho anh cây này luôn. Anh tin tưởng lắm, là anh đồng ý luôn ha. Rồi mình giao cái này, vì tình trạng cái này rất là tốt các bạn ạ. Không biết là mọi người có thích lái xe không, chứ riêng Hoàng thì rất là thích. Thành ra Hoàng thường là nhân vật sẽ là đi giao đoàn xa. Đấy, đang trên cao tốc rồi, Hoàng rất là thích đi ban ngày trên cao tốc để Hoàng ngắm nhìn những cái hai cái hàng cây này này. Hoàng thích lắm các bạn này. Rồi chuẩn bị ra cao tốc á, thì các bạn nhớ cái chỗ này slow down nha, giảm tốc độ. Nên là mình giữ đúng cái vận tốc mà nó quy định như thế này nè. Đó, nó xuống nè, 80 xong rồi 60 rồi tới kia. Thì đúng chính xác luôn, mấy anh áo vàng đang đứng ngoắc ở đằng kia. Mà may mắn là Hoàng giữ đúng tốc độ nên Hoàng không có bị tốn tiền phạt. Rồi quẹo phải là cái hướng để đi lên Long Khánh và ra Phan Thiết, Nha Trang đây nè. Đấy, cứ buổi chiều chiều như vậy đường nhìn rất là rõ. Nó hơi đông một chút. Thường thì Hoàng thích đi đêm cơ, chứ Hoàng không thích ban ngày. Nhưng mà đi giao đàn thì phải đi ban ngày. Đó, rồi còn mấy trăm mét nữa thì tới nhà anh khách. Hoàng giữ luôn cái đoạn này, bởi vì cái đoạn này nó xinh quá. quanh co dễ xinh quá. Đấy, ở trong những cái chỗ này rất là mát. Anh ơi, Hoàng vừa mới chạy 120 cây số để tới Xuân Lộc, đến trước nhà cái anh khách rồi, giờ chờ người mở cổng. Ở đây không gian xung quanh tĩnh lặng, cách Sài Gòn 120 cây, về đây ở chắc sướng lắm. Hoàng cũng về Di Linh ở chỗ Bảo Lộc á. Hoàng về đó Hoàng ở được nửa năm rồi. Mát, lạnh, sướng ơi, sướng nó xung quanh toàn cây với cối, sướng lắm. Hồi xưa thì người ta chạy về Sài Gòn, giống như Hoàng 10 năm, 20 năm về trước thì bu về Sài Gòn, nhưng mà chắc giờ được rồi, trở về ngược lại với thiên nhiên. Ai mà có sắp xếp được công việc á, sắp xếp được gia đình, con cái, các thứ, chỗ ở hay đã thì quay về với cuộc sống thiên nhiên là tuyệt vời nhất các bạn ạ. Tuyệt vời lắm. Ai mà chưa làm mà có điều kiện ấy, cứ làm thử đi, sướng lắm các bạn. Cuộc sống mình đâu cũng thật sự nó cũng cần nhiều tiền lắm đâu, kiếm đủ sống mà chi tiêu ít lại. Đấy, rồi phải mua đàn nữa. Đàn là những cái thứ rất là cần thiết. Đấy, chơi phải có đồ chơi chứ. Rồi mình chờ chút để mình vào trong pha trong đây để mình giao cái đàn ha.
Đây là cây HP506. Đặt vào không gian này là không gian đồ gỗ này, đẹp quá. Đẹp không các bạn? Đẹp à? Đó, thấy chưa? Nhà là phải có cây đàn chứ. Phải có cây đàn chứ. Đẹp quá. À, dễ thương chưa? Không ngờ là cái màu này nó hợp với không gian. Tuyệt vời. Bây giờ mình làm nha. Rồi, cảm ơn anh Trung đã ủng hộ cái đàn bên em nha. Rồi, em cũng test đàn cho anh xem luôn. Em cũng test đàn luôn. Đang quay dở dang thì anh quay phim có điện thoại cho nên phải dừng lại. Nhưng mà như vậy thì cũng đã đủ để cho các bạn thấy nguyên cái hành trình đi giao đàn của Hoàng rồi ha. Rồi bây giờ tiếp theo để Hoàng lại chạy thẳng đi ra Phan Thiết trong tối nay luôn để giao một cái đàn là Roland RP107 cho một vị khách ở ngoài Phan Thiết. Xin cảm ơn các bạn. Nếu các bạn có nhu cầu mua đàn nhớ ủng hộ bên Hoàng nha.